Hello, xin kính chào cả nhà mình nha. Chúc cô chú anh chị trong kênh đó hả, dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay á là mình đi chợ mình mua đồ gì để nấu phở cho cả nhà ăn mọi người. Chứ hôm nay Bảo nói hôm nay lâu quá không có ăn phở, mẹ ơi mẹ nấu nồi phở đi vậy cả nhà mình cùng ăn. Thì sáng nay á cái mình đi chợ nè, cái mình mua một cục thịt bò, định đi mua cái bò bắp. Cái anh bán thịt bò anh giới thiệu cái thịt bò chỗ này nó mềm lắm nên anh giới thiệu thôi, mình mua đi cục thịt bò với mình mua một cọng sườn nè, đó chặt ra làm 4 khúc. Rồi cái mình cũng rửa sạch rồi mình chần qua nước sôi rồi mình rửa lại sạch sẽ rồi nè ha. Rồi cái ở đây mình có mua thêm bò viên, rồi có con gà tre nè, con gà tre cái bữa trước mình nấu gà tìm ở hiểm cái thấy nhiều quá chừa lại con, hôm nay thôi lấy ra ăn luôn. Ai ăn phở bò thì ăn phở bò, ai ăn phở bò gà thì xé thịt gà vô. Rồi nấu phở thì mình cũng có củ hành nè, củ hành nướng rửa sạch sẽ rồi, đây gừng, rồi cũng có cái đừng có la con, để bà nội nói chuyện. Có cái bịch phở để mình nấu phở. Rồi đây thì cũng có phở, giá ăn kèm với lại lá quế, rau ôm, ngò gai, rau nêm. Rồi thì bây giờ ở bên cái bếp mình có một cái nồi nước, rồi bây giờ mình sẽ để thịt vô mình luộc. Thịt vô luộc thì á hả, thịt bò sắp mềm rồi thì mình cho con gà vô, còn gừng thì hôm mình cũng thả gừng vô luôn, thả vô chút có gì mình lượt cái nước lại. Nó cái củ hành vô luôn. Rồi bây giờ mình chỉ cần nồi bò mình nấu cho mềm cả nhà ha. Rồi mình sẽ quay lại với cả nhà. Không mở nhà như vậy á hả? Vậy hả? Rồi tối ngày cứ ông nội ngồi nó cũng ngồi nó ôm cổ, rồi nắm tay ông nội rồi hôn ông nội. Biết rồi, chú rồi. Cô chú rồi. À, vậy rồi tới không biết mai mốt ông nội đi rồi ra ly nhớ ông nội cỡ nào luôn á. Nè con hôn ông nội miếng cho ông bà cô chú coi coi thấm thiết không? Quá trời thấm thiết luôn. Nè, con thương ông nội nhiều không? Con nói ông bà cô chú nghe. Nói dạ con thương ông nội con nhiều lắm ông bà cô chú ơi. Nói lớn lớn. Nói nhỏ quá ông bà cô chú không có nghe. Nói con nha. Thương ông nội con nhiều lắm. Đúng đó, rồi. Đúng rồi lắm. Đó. Cái đó là ông nội xác nhận đúng luôn ha đúng nội rồi. Ha. Ông con là cục gì của ông nội? Cục nói lớn lên. Cục vàng, vàng của ông nội vàng, đó. Giờ ông nội không còn gì hết, không còn cục vàng. Còn mấy cục vàng rồi thôi. Ba cục á. Ba cục. Ba còn lại ba cục vàng đây ông bà cô chú ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ nêm một chút gia vị vô trong cái nồi phở. Mình sẽ cho vô 2 muỗng đường phèn, 1 muỗng thịt nêm, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột. Rồi thì bây giờ mình sẽ chờ cho cái thịt chín. Rồi thì bây giờ mình bỏ gói gia vị ra chảo để mình rang lên, rang cho nó thơm rồi mình để vô cái nồi phở của mình đó, nó mới vị mùi phở lên được. Quay bên nồi phở mà nồi phở sôi. Thơm quá em ha. Ừ,
con quế, có hồi có quế rồi. Rang lên nó vàng chút xíu nữa thôi đủ lắm. Rồi thì bây giờ con gà mình luộc mà nó cũng chín nè, vàng rồi gấp ra. Bây giờ cục thịt luộc chín nó cũng mềm rồi ha, mình gấp ra luôn. Sáng nay mẹ có mua cọng sườn nè. Ngon. Bảo thích ăn cọng sườn phở ha, là bún bò rồi Bảo thích ăn cọng sườn cả nhà, nên sáng nay mình thấy cái cọng sườn của cái chú bán đó cũng dày. Nên nó bảo mình mua cọng sườn về nấu cho con ăn. Lâu lắm rồi phải ăn phở nè. Tức là nấu phở chứ không phải không ăn phở mà nè. Xem video lâu lắm rồi. Để mẹ sắp ra. Tương nè, sa tế nè. Sắp tới mình sẽ đẩy mạnh vấn đề sa tế nha mọi người. Nên là cô chú anh chị nào mà có nhu cầu về sa tế là mà là theo dõi những cái video sắp tới của mình nha. Đâu ngắn thôi. Ngon lắm. Nóng rồi. Nóng á. Lấy mày lấy cái cây nĩa. Nè nè. Không cái nĩa hả? Không cần cái đó. Tới hỏi lạnh ngang nó sát cái lần vậy hả? Đó chĩa xuống hát khỏe hơn. Thì nấu cái này hôm nay là chỉ nấu đủ buổi sáng ăn thôi mọi người. Dạ mình ăn gì thì ăn một buổi sáng thôi. Chiều tính tiếp. Hơi mỏng lại chút mặt dày quá. Ủa dày quá hả? Bên thì vậy, pha gà tây mọi người thấy không, ngày nào cũng một ca hết trơn, ngày nào cũng uống đó. Nó là một cái thói quen của gia đình mình luôn hả mọi người. Với lại là uống mình thấy nó tốt cả nhà mình, mà anh chị em nào mà bằng tuổi mình á, mà có bị huyết áp cao rồi đó, anh chị em cứ uống thời lâu dài á là mình sẽ thấy cái kết quả là huyết áp mình nó ổn định, tăng cao, ổn định tốt. Rồi hôm nay là phở này đặc biệt đây, sườn nạm rồi con gà nữa. Có con gà chị có rồi, để đăng chút cái chị xé con gà, có giò bò viên nữa. Bò viên nữa. Mẹ mua cái thứ ít ít. Rồi, gà xong. Bò xong, bây giờ sắp. Đúng rồi, bỏ vô mà. Bỏ cái xương gà vô ấu cho ngọt nước. Thêm thử đây vừa chưa mẹ? Rồi đúng rồi. Thêm lại chứ. Bảo cho nó nêm nếm lại vừa nó làm nó đúng. À con chào ông bà cô chú hả? Nè ông bà cô chú đây. Chào ông bà cô chú. Cũng nhìn vô điện camera chứ nhìn nó đâu đâu à. À chào ông bà cô chú phải nhìn ông bà cô chú, ông bà cô chú mới vui. Anh cũng ít thôi à, từ từ á. Mẹ cầm con ai để con nêm nè. Bảo vậy chứ nêm phở đúng chuẩn luôn. Đúng chuẩn. Thiếu gì đem thêm đó, thấy chưa cả nhà, mình biết mà. Nói chung á, nấu phở á, nào giờ thì mình cũng có nấu một hai lần thôi chứ cũng không có nấu nhiều cả nhà ơi, nhưng cho nên á là nêm nếm á, thì nó không có chuẩn được. Bảo á, thì nó hay nấu nhiều, Bảo hay nấu phở nhiều lần. Đúng rồi. Chứ con biết sao không? Mình nếm nó vừa thì lúc mà chan vô phở thì nó sẽ lại bị lạ. Nên nấu á là nấu bún măng ở bún măng trên 8 á. À. Mình nêm là nó vừa vô bún luôn, ai về vừa ăn đó kiểu ăn không rồi vừa ấy không, nó thành ra nó đậm. Ờ đó. Ồ. Quá. Lại lúc đầu quá mình đem là vừa để ăn được tô vừa, chứ còn mà ăn mà thăm đến luôn chút cũng sắc lại. Con lấy
con lấy cái giấy không chùi vòng vòng mấy cái dĩa thịt mẹ xắt giùm mẹ cái xắt nó dính lung tung quá. Chứ gọi là có dĩa mọi người. Cái xong rồi hồi xưa đã làm gà heo gì á ngon lắm. Cái ông ngoại đi giới thiệu nguyên cái bánh xe luôn. Xong tới hồi cái bữa chỗ ấy làm sao bị tổ tác. Dịp nó mang bữa đây cậu tám làm cũng bị tổ tác. Hai mặn cũng nghiệp rồi. Đậm chút nữa ngon. Rồi, chút nữa ăn nè. Đó, ăn thì cũng có tương ớt, cũng có tương ngọt, hành ớt, giá, rau nêm, rồi cũng có nhà bò viên, bưng bò viên, bưng gà qua đi con. Nhà lương mỗi người có một cái tính, mà một con người thì bỏ như nhà hơn á, đầu giá theo rẻ riêng thì nó tự trộn mềm nó ăn nha mẹ. Câu cho mẹ. Rồi lấy cái tô bò viên qua luôn con. Bưng cái tô bò viên qua mà chị luôn kìa. Hai ba cái thôi. Bưng tô bò viên qua luôn con. Có mẹ sắt rồi. Mới luôn á, nóng hổi luôn á bảo. Hỏi thứ ít cho nó đầy đủ cho nó ngon. Nhiều quá uống sức. Nước béo ha, nước béo vàng vàng ngon. Sườn nữa là thôi, còn cục quá, sườn nữa. Làm sao mà ăn sườn nổi. Thôi kể đi con ăn đi. Cục nhỏ thôi chứ. Thì bữa ăn thịt để mình ủa cho cánh để cho mẹ nè. Bữa già quá, dở cánh. Hai cái đùi gà để cho em con. Quá ngon ha. Rồi con múc đi. Cho miếng da hành. Muốn cộng hành, múc muốn cộng hành luôn. Đó, ha, cho anh nghe nè. Tay luôn. Tay được gì đâu. Rồi, ngon là lanh. Rồi. Thì sẽ cho cái cọng này xuống để cho nó chín tay mọi người. Nước phở này trong vắt không, bình thường mình nấu hơi đục, mai mẹ nấu trong nè, nhưng mà cái tô nào của mẹ nè, nhường cái cánh mẹ nè, nhường cái cánh qua mẹ, mình thích ăn cánh gì. Bình thường là mình ít ăn tương đó mọi người, nhưng mà ở nhà thì ăn mấy thì vui. Mẹ thì ăn tương ngọt, nhưng mẹ không có ăn cái tương ớt. Ừ, nào giờ đi quán ăn uống mà không có ăn tương ớt. Chính ăn cái giá chính không là chính. Em tương ớt thì tới được nha. Ừ, ớt ít lắm. Ừ, nhiều cay. Tới. Tới cay quá. Ừ, nước này cái này nó chanh rồi ấy. Làm chanh tế mà còn ăn cà tế. Ai cũng ăn cà tế ngon, thật là mình không dám ăn. Cay là không được. Có cay, cay thì mình ăn ít nhưng mà nó ngon, nó thơm ngon lắm. Chính là mình làm thử đi. Nghe ngon. Nghe ngon.
Đi không có việc đi hai đứa. Dạ không ăn bò viên nữa lại thấy nha con. Dạ. Dạ không thực tế về. Dạ không ngồi đơn lẻ rồi không bọc chứ. Dạ con. Anh hai nè. Anh hai đừng có chọc em. Dạ không đắng em nha. Bò mày lấy nó mềm luôn mẹ. Ừ. Bò mềm. Hồi nãy mẹ nấu mấy cái gì. Cái bỏ mấy mẹ bỏ cho nó hấp sức đi vậy cho nó nhanh. Đúng rồi, bỏ lẹ cho lẹ. Cái này bỏ vô chưa tới 10 phút cái lấy ra. Xin mời cả nhà ăn trưa cùng với gia đình mình. Thở thò. Ngon chín. Ngon. Vừa ăn luôn hả? Nước ngon hả? Ba thì hơi ăn mặn chút xíu. Dạ hả? Ừ, ba phở phải có chút mắm. Mỗi người ăn phở thì một vị riêng. Đúng rồi. Vì bản thân con á, là con ăn phở là con bỏ thật nhiều tương. Đúng rồi, mẹ chanh ra ớt. Mẹ không ăn chanh ớt nhưng mà thích tương ngọt. Sao thế mình quậy ghê về mình dấm được dấm ngon lắm luôn rồi. Ba là phải có chanh. Hơn. À. Còn cường á bảo. Dạ dạ. Có một cục ngon rồi thấy quá. Biết cái thích cường. Nên mua cộng cường ngon lắm. Cộng cường thấy anh bán bạch đến mẹ kêu dặn chặt bốn cục thôi nha. Ổng nói chuyện dài dữ lắm. Nói là chặt bốn miếng thôi. Lâu lắm rồi nè, mình mới nấu lại món phở. Ngon, ngon. Nước trong nó vậy, mà đậm đà. Nhưng mà bây giờ chính ra một con thêm nha. Còn con gà tre. Bữa hổm nấu gà ở thiểm á con. Cái dư lại mày chừa lại nay mình thắng thôi để vô luôn phở luôn. Phở gà thì nó cũng hợp. Cái này mới đặc biệt. Này xuất sắc luôn á. Chính ăn thôi bạn. Ngon. Ừ. Dạ, có một. Ngon. Ngon. Mẹ hâm nó mềm vừa tới. Con thích. Còn có mấy tiệm đó ăn ở ngoài á. Dài nhỉ? Cái này ăn dai quá cũng thích. Ờ. Với lại gà nó nhiều chín nữa. Dạ. Đấy, nhiều chín gà luôn. Ừ. Gà này mà cứ với tao nó chắc thật. Nó cũng hơi hơi cứng cứng rồi nên nó chắc thật lắm, nó ngon. Cái con gà mà còn ngon ngon á, nó mềm cũng ngon. Gà gì chứ con thấy ăn gà cái gà tê. Ừ. Nó nhỏ nhỏ vừa miệng ăn vừa ngon. Đúng rồi. Con gà tê á, cả nhà nó mập mất rồi. Thì như mình nấu cháo cũng vừa cũng nha Bảo ha. Ăn con gà tê nó ngon. Còn nó gỡ thật bự quá. Ừ. Cái đùi này là cái đùi nắm á. Bác ra đi nhỏ cho ăn phở luôn ha. Dạ. Mẹ ai nấu, mẹ ai nấu. Hai người nấu. Mẹ nấu đó, mẹ nấu cho mày nấu. Mẹ nấu nhưng mà bỏ nếm lại. Em ăn xong giờ hấp nước. Cái là mẹ hai là hấp nước ngon á. Ừ, bữa nay mười liễu đó, mười liễu. Mời mong bên nhà phê bình ống thịt, nó mốt kia đưa chính lên là nhà. Mẹ bây giờ á, nếu con ăn còn bỏ thêm tí là sắt hay cái gì vậy? Ừ. Cái lòng mà một đắng sắt này. Ừ. Đúng rồi, mới mình mua về nội lòng. Nhiều. Thì người ta pha trộn một cẩm vô á. Cũng ăn nữa đắp cái bò viên này nghe. Cái đó đâu có bò viên mới không ai. Hôm nay mẹ mua bò viên mới luôn, ngon dạ. Thơm luôn. Gần như nhà mình có chỗ chuyên bán thịt bò là lá sắt tha lòng đầy đủ luôn á. Nên mình bỏ vô ăn cũng đã. Bò viên còn không hỏi. Con ăn thêm thịt gắt ăn kiều. Dạ. Bò. Ai ngủ dậy cái thấy sáng xuống bước xuống thấy cái mùi thơm. Thơm được mỡ. À, nghe ngon. Phở thằng Bảo thích nhất á. Thằng Bảo thích ăn phở. Đâu có hụt ngon á. Nó miệng vậy là miệng vừa ăn hả? Bữa sau đi ăn miếng món phở toàn cho bò tái nữa chứ cho bò nạm nữa nè. Tại bò nạm miếng quán nó còn dai quá không vậy. Bữa nay mẹ thấy có sườn bò nên mẹ không có làm tái cho thằng Bảo. Chứ thằng Bảo không thích ăn tái, bò cũng thích ăn tái. Thì nạm mẹ ăn vừa tới mềm không? Quá nhiều rồi chứ còn tái gì nữa. Dương nạm người xương người ấu à gà. Đây là bắp cải.
Tô này đặc biệt ở ngoài 70 ngàn. Bỏ nè. Món này là món của ông nội nè. Của bà Bảo rồi còn thêm có hai cháu nội ông nội. Món ruột luôn. Ăn cháu... mỡ nó ăn hoài nó không ngán. Không ngán, xin Bali là ăn hoài không ngán đó. Thấy cháu mỡ mình nó thích ăn mỡ. À, mình ăn cái khẩu vị của gia đình đó mọi người. Nên là nêm nếm vừa đủ đúng đủ khẩu vị là ngon. Còn ngoài ngoài thì người ta vẫn nấu cái chỗ rất là ngon. Đặc biệt là cái phở Phú Vương mà mình hay ăn á, thích ăn lắm. Lâu lâu hai ba bữa mình thèm cái là mình bút rác từ bên kia chạy qua. Phở Phú Vương là bữa đó đi với cô Nhung á hả? Đúng rồi nè. Tuốt ở dưới lần á, Bình Thạnh á. Bởi vì sao quá, mỗi lần con mua là con có mua hai phần. Mỗi lần mình mua, mua hai phần đặc biệt. Nó đều bạch đằng đó bà ơi. Không, ở Lê Sĩ. Mua hai phần tại lần đi lần khó thì cũng nhiều đó ra ship thôi. Mình ăn xong cái đầu để mai hoặc mốt mình ăn nữa, vậy đó. Bây giờ ở bên đây đã bán nước rồi phở người ta để riêng hết rồi cả nhà. Nên mình chỉ dành phần cắt vô tử lạnh chừng nào ăn cho mình hâm lại là nó cũng ngon như thường mà. Trời ơi, mình nghĩ là mua tô phở cho cả ba cái mẹ ăn ngon hết. Bự hả? Ồ, trời ơi. Bự lắm, còn tô phở mình nghĩ nhiều lắm. Quá là trời, mình thấy cái tô hết mình sáng. Mấy đồng một tô ăn sáng luôn, ai mà có giỏ mà ăn hết cái tô rồi. Tôi chịu ba mẹ chịu tô. Mà với lại mọi người ở bên đó người ta ăn quen á. Ăn quen. Người ta quen nên về đây người ta cái tô này nhỏ, ta hút hai tô không chứ bộ. Ừ, chút đó. Mấy lần chút nói rồi vậy, ăn ở đây thì ăn hai tô mới đủ. Con nấu với ai ngọt rồi. Ngọt muốn tiếng bỏ rồi. Đi ăn về hai về 2 năm, 2 năm 2 năm diễn về em làm mình đầu tiên đó. Trời ơi, trở lên ăn mấy cái người bán ta hết hồn luôn. Nó nhỏ này ủa. Nhỏ này làm gì có chút xíu mà nó lại ăn dữ. Không, hai tô hút tiếng bỏ nhỏ xíu rồi bỏ rồi. Không phải hủ tiếu gõ mà cộng thêm là có mấy có tô mấy tô là rồi đi mà ăn hủ tiếu á, hủ tiếu Huỳnh Thắng rồi đó. Tại vì ba mà ở bên Mỹ ở Việt Nam thì mà đi ăn buffet là ai cũng nói ba đi ăn lỗ. Rồi ba có ăn gì đâu, vô buffet thì đâu rồi. Vô buffet á là ba với Điều Huynh với anh Tây đóng tiền lỗ. Kiếm cái cơm chiên, cái dĩa cơm chiên đó là rồi đó. Không ăn gì nữa. Ba ở Mỹ hay Việt Nam thì cũng lỗ. Ở Mỹ Việt Nam lỗ. Đi đâu cũng lỗ. Rất là mẹ miếng dầu viên bò viên con cắt ra chưa em cắt rồi à quá ngon dầu viên mẹ mua cũng ngon nhé mua ở chỗ mà hậu chợ cái ăn rồi bắt thịt bò là đầu chợ hết á ôi mua đã mua ngoài người đá mà đà mình hết á đà ngon dầu viên mỗi khi nào bò viên mà đã thấy ngon vậy nó ngon chả ngon cũng ngon nhưng mà nó thường thừa quá cái thành ra hết ngon vừa vừa là đủ là ngon vừa đủ là chị bảo ăn miếng vậy á chứ còn chưa có ăn thêm còn hai mẹ con mình vậy chứ ăn xong giờ tới năm giờ chiều nó mới ăn nữa bà ăn ít mà ừ. Ăn nhiều lần cho bà ăn 2-3 tiếng đồng hồ phải ăn ngon với mẹ là sáng không ăn sáng ngủ uống nước ra ngày 30 tiếng hôm nay là có 11-12 giờ trưa mới ăn cái chiều 5 giờ có khi mẹ ăn có khi là cũng không ăn nữa còn như là một chiều mới ăn nhiều về nói gì á trước mẹ đâu có ăn sáng đâu nhưng mà hả tự bữa chị cho bơ á sáng cái mẹ mẻ nửa cái bơ chín ra lột cái vỏ ăn không à ăn sáng ở bên Ngọc cũng vậy sáng mẹ với Ngọc hai mẹ con cắt một cái bơ ra chia dính thành con nay là sáng sớm nó có cô chị cho con đi làm thay sữa đủ vốn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của gia đình mình, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ dành cho gia đình mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.